Em xin chào tất cả cô chú anh chị trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay em đi quay một cái lô đất nha cô chú anh chị. Cái lô đất này hiện tại bây giờ là tổng diện tích là 3 hectare rưỡi. Trên đất đã được chủ trồng mít, bơ, sầu riêng và các loại cây ăn trái mà trong đó là có cà phê luôn, xen cánh với cà phê luôn nha cô chú anh chị. Cái lô đất này thì nó có địa chỉ tại xã Quảng Phú, huyện Cà Rông Nố, tỉnh Đắk Nông nha. Từ cái miếng đất này ra quốc lộ 28 ra khu dân cư cô chú anh chị nó rơi vào tầm khoảng cỡ là 5 cây số nha cô chú anh chị, 5 cây số. Còn mà về hướng Sài Gòn á thì nó rơi vào khoảng cỡ là 265 cây, về hướng Gia Nghĩa là 55 cây, còn về hướng Buôn Ma Thuột là 80 cây nha cô chú anh chị. Còn về hướng Lâm Đồng là 90 cây nha. Trước khi báo giá thì là về hồ sơ pháp lý thì em sẽ quay sơ lược cái lô đất này, sau đó em sẽ báo giá cho cô chú anh chị biết và tham khảo nha. Trước khi vào quay thì cô chú anh chị cho em xin một lượt đăng ký để ủng hộ cái kênh cho em nha, để em có cái động lực quay những cái lô đất rẻ để cho cô chú anh chị tham khảo và tìm hiểu nha. Bây giờ em sẽ vào em quay cái lô đất này cho cô chú anh chị xem. Ở đây là cái lô vườn của mình cô chú anh chị, lô vườn của mình là hiện tại mới có mít này. Đấy, mít, cà phê, bơ và sầu riêng nhé. Thì hiện tại bây giờ là trong đó thì có là trong sầu riêng của chú. Đất này thì đất dốc nhá, đất đồi nhá, đất đồi đất dốc. Ô tô là vào tới đây nhá cô chú anh chị, ô tô găm cáo là vào tới đây nhá. Tổng diện tích là 3 hectare rưỡi, được chủ vườn là trong sen là cà phê này, tiêu này, à, cà phê với là sầu riêng, bơ. Sầu riêng cực kỳ đẹp cô chú anh chị, sầu riêng cực kỳ đẹp luôn. Bơ không bá tư nha cô chú anh chị. Anh chị mà đang tham khảo tới cái lô vườn thì liên hệ cho em theo số điện thoại 0333 955 033 nhé, để mình tìm hiểu và tham khảo cái lô vườn này nhé cô chú anh chị.
anh chị mà đang quan tâm tới cái lô vườn này liên hệ cho em theo số điện thoại 0333 955033 nhé, để mình tìm hiểu và tham khảo cái lô vườn này nha cô chú anh chị. Hiện tại cái lô vườn này sẽ bán tải hai cầu là vào tới rầy luôn nhá anh chị. Nếu mà quan tâm tới lô vườn này thì liên hệ cho em nhé. Tổng diện tích là 3,5 hectare, trong đó là chủ được trồng là cà phê, sầu riêng, bơ, ba loại cây nha cô chú anh chị. Tổng diện tích 3,5 hectare mà chủ nhà hiện tại bây giờ kéo giá là 600, 3,5 hectare giá 600. Ba hectare giá 600 triệu.